rồi chứ dưới thằng ngồi trên tay dưới cao rồi mà chảy mà đúng chưa, đúng chưa, đúng mình đó thì ngồi dưới cao lúc nào gì đó thì mình nó quấn trong cái mặt được. Ủa, cái công ty mà chạy điện thoại nó làm mình sẽ nhận được.